Thưa quý vị và các bạn, chuyên ngành kế toán, kiểm toán và tài chính là ngành học phù hợp với mọi đối tượng. Đây là một ngành rất thu hút sinh viên đăng ký vào học. Kinh tế phát triển, bất cứ tổ chức hay doanh nghiệp nào cũng cần kế toán. Nhưng nghịch lý hiện nay là sinh viên tốt nghiệp ngành nghề này rất nhiều, nhưng các doanh nghiệp vẫn thiếu do nhân lực không đáp ứng được nhu cầu làm việc. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là phải làm thế nào để sinh viên ra trường đều có việc làm và đáp ứng được nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Những lao động làm việc trong ngành kế toán, kiểm toán và tài chính là những người có đủ khả năng tổ chức điều hành công tác kế toán, kiểm toán nội bộ và tài chính ở tất cả các loại hình doanh nghiệp, thực hành và hướng dẫn thực hiện công tác kế toán, kiểm toán nội bộ thủ công hay trên máy tính, từ kế toán chi tiết đến kế toán tổng hợp, và có khả năng nghiên cứu khoa học để phát triển và giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế công tác. Trong năm 2010, có hơn 500.000 doanh nghiệp mới ra đời. Đầu năm 2011, nhu cầu nhân lực tài chính kế toán tiếp tục lên cơn sốt, ngành học tài chính kế toán trở thành ngành nghề hấp dẫn đối với giới trẻ. Tuy nhiên, chất lượng nhân lực của ngành này đang là vấn đề đáng lưu tâm. Chương trình học tập ở trong trường nó quá là lý thuyết và nó không gắn được với cả thực tế. Do đó mà không chỉ trong ngành kế toán mà trong tất cả các ngành khác thì hầu như khi sinh viên ra trường đều không đáp ứng được yêu cầu thực tế của doanh nghiệp. Lấy ví dụ như là cái chương trình kế toán có thể đã lâu rồi và không được cập nhật thường xuyên và không đi sâu được vào cái nội dung của doanh nghiệp, và mình cũng chưa có một cái kết nối giữa là nhà trường và doanh nghiệp để tìm hiểu thực sự là ok, yêu cầu của họ như thế nào và tôi sẽ đào tạo theo cái yêu cầu của doanh nghiệp cần. Thế nhưng ở đây là đào tạo là cứ đào tạo, sử dụng là cứ sử dụng và không có cái sự gắn kết giữa hai bên. Sinh viên mà tốt nghiệp ngành kế toán, kiểm toán mà có chất lượng tốt, có những cái kỹ năng tốt và có thể đáp ứng được công việc ngay cho doanh nghiệp và doanh nghiệp không tốn chi phí để đào tạo lại, và nhân viên và cái sinh viên tốt nghiệp đó có được doanh nghiệp nhìn nhận là có cơ hội để mà phát triển hơn trong nghề nghiệp và đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp thì chắc chắn là sẽ tìm được việc làm trong ngành kế toán kiểm toán. Đây là hội thảo hướng nghiệp ngành kế toán kiểm toán và tài chính do Trung tâm Đào tạo Việt Sourcing tổ chức, đã mang đến cho học sinh những định hướng mới trong con đường nghề nghiệp. Tham dự hội thảo, học sinh đã có những khái niệm rõ ràng về công việc của một kế toán, một kiểm toán hay một chuyên gia phân tích tài chính. Tham dự hội thảo cùng sinh viên, các bậc phụ huynh cũng có những nhận định mới về việc lựa chọn hướng nghiệp ngành nghề cho con cái của mình. Thực tế, hiện nay nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực ngành kế toán, kiểm toán và tài chính là rất lớn. Nhóm ngành này được xếp hạng 3 sau nhóm ngành quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin, là nhóm ngành có nhiều cơ sở đào tạo với khoảng 100 cơ sở. Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành kế toán, kiểm toán và tài chính có thể làm kế toán viên, kiểm soát viên, nhân viên ngân hàng, nhân viên môi giới chứng khoán, cơ hội việc làm rộng. Nên những chương trình như thế này có thể giúp học sinh định hướng đúng con đường học tập để có thể đáp ứng công việc khi ra trường và yêu cầu của các nhà tuyển dụng. Trực tiếp là được nói chuyện và hỏi những thắc mắc của mình với các anh chị thì tôi được có thể là định hướng được nghề nghiệp của mình có thể là theo ngành tài chính. Mặc dù tôi học công nghệ thông tin, mà có thể là dùng cái công nghệ thông tin của mình vào trong cái ngành lĩnh vực tài chính của mình. Theo các chuyên gia về kế toán, kiểm toán và tài chính, thì kinh nghiệm thực tế là yêu cầu hàng đầu của các nhà tuyển dụng. Các chuyên viên kế toán tài chính không chỉ là người có vai trò giữ sổ sách kế toán, mà còn hiểu rất rõ chiến lược của doanh nghiệp, có trách nhiệm khởi xướng và quyết định việc tái cơ cấu kinh doanh, phát triển các mô hình tài chính. Vì vậy, nhân lực làm ngành nghề này cần phải năng động, sáng tạo, có kiến thức tổng hợp để phân tích, đánh giá, tham mưu cho những người sử dụng thông tin, đưa ra các quyết định đúng đắn. Để làm được điều này thì sự khổ luyện trong quá trình học tập là quan trọng với mỗi học sinh. Cái điều đầu tiên là mình phải có được một cái, như là tôi nói là cái tại sao lại có cái chuyện đó là vì không có sự kết nối. Thì bây giờ muốn mà để giảm thiểu cái tình trạng như vậy và để cái việc đào tạo nó được hiệu quả hơn thì phải có sự kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng phải chủ động đến với nhà trường và nhà trường phải tự chủ động tìm hiểu cái yêu cầu của doanh nghiệp để cho sinh viên của mình đầu ra là có việc làm. Ngoài vấn đề phối hợp với nhà trường thì trong cái ngành kế toán kiểm toán nó còn có một cái rất là quan trọng, tức là nhà trường thì chỉ là academic nhưng mà ở ngoài nó có cái gọi là professional certificate, tức là những cái chứng chỉ về nghề nghiệp. Thì những cái chứng chỉ nghề nghiệp cũng rất quan trọng, nhất là trong ngành kế toán kiểm toán, như mình có thể nói là ACCA hay là CIMA. Thì tôi nghĩ rằng là các em sẽ phải vừa có kiến thức về mặt hàn lâm, vừa có kiến thức về chứng chỉ nghề nghiệp. Bên cạnh cái việc có kiến thức chuyên môn thì sinh viên ra trường phải
bắt tay vào làm được việc ngay, là để mà bắt tay vào làm được việc ngay thì phải được cập nhật những cái kiến thức mới nhất về pháp luật, luật thuế, luật kế toán, những cái quy định mới mà các bộ ban ngành ban hành, phải cập nhật những cái kiến thức quản trị của doanh nghiệp hiện đại. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, ngành nghề nào cũng vậy, những người giỏi nghề sẽ được trọng dụng. Ngành kế toán, kiểm toán và tài chính cũng vậy, họ sẽ được chính những nhà tuyển dụng tin tưởng để phát triển con đường nghề nghiệp của bản thân, nếu họ đáp ứng được nhu cầu của chính các đơn vị sử dụng lao động. Thông qua những buổi hội thảo như thế này, mỗi người tham dự sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn để có thể thành công trên con đường nghề nghiệp.